chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên băng tần 57.3, 16.10 cũng như băng tần 26.9 của chúng tôi tại Las Vegas. Và đây là chương trình Mỹ Linh Travel. Và kính thưa quý khán giả, trên đường đi từ San Jose ở trở lại miền Nam California của chúng ta thì Mỹ Linh đi đến khu vực của Fresno. Và Mỹ Linh muốn tìm đến cái nơi gọi là Fresno Blossom Trail. Nhưng mà trên đường đến đó thì lại bắt gặp một cái museum rất là đặc biệt. Cho nên là Mỹ Linh tạm dừng ở nơi này để mà tường trình với lại quý khán giả khắp nơi về museum tại đây. Đây là một museum kể cho chúng ta nghe về đời sống của những người nông dân sau đệ nhị thế chiến. Và đây là một cái khu vực mà người ta đem đến để triển lãm những vật dụng, những xe máy cày, ngay cả những cái máy giặt thời xưa mà của những người nông dân sống tại khu vực này và đặc biệt là của người Nhật Bản, thưa quý vị. Và câu chuyện kể về một người đàn ông, người Mỹ và gia đình này là gia đình của Simonen. Và Simonen đã được sự giúp đỡ của những gia đình người Nhật, cho nên ông đã rất cảm ơn họ. Và đây là những vật dụng mà con cháu của họ đã mang đến đây để mà cho chúng ta có cơ hội để được nhớ đến. Và gia đình của Simonen rất là nhớ ơn của những gia đình người Nhật đã giúp đỡ. Ông nói rằng là trong những cái giây phút nhẹ nhàng nhất của cuộc đời thì ông muốn nhớ đến và cảm ơn gia đình của những người Nhật. Và ông đặc biệt nêu tên của họ, đó chính là gia đình của Shigeo Kunuko Hayashi và gia đình, rồi Masio Anako Hayashi và gia đình, Bob and Masako Anado Masuki và gia đình, cũng như là gia đình Tech, rồi Family, rồi Johnson and Yo Takahashi Family. Đây là những gia đình mà đã dạy cho ông về tất cả những cái kỹ nghệ nè, những vật dụng nè, để mà có thể cho ông một cái đời sống mà gọi là rất là chăm chỉ, làm việc rất là chân thành nè, làm việc là rất là tốt nè ha, rồi đặc biệt là rất là thành thật, và điều quan trọng nhất là giúp đỡ cho ông có một cái gọi là một cái mục đích của đời sống khi ông chỉ mới là một đứa trẻ 16 tuổi. Và đây là những gì mà ông nhớ đến họ. Và sau khi mà đệ nhị thế chiến đó, là có khoảng 100.000 người Nhật sống ở trong tất cả các gọi là những trại tị nạn, khoảng 10 trại, thì cả 100.000 người Nhật đã rời đi và đã đến khắp các vùng đất, và họ đã đến khu vực của Fresno này. Và trong một khi mà của gia đình của Simonen á, thì đã gặp được gia đình người Nhật trong một cái lớp học về ngữ pháp, và cuối cùng thì đã được truyền dạy những cái kỹ nghệ về nông nghiệp. Và thế là đến đây, quý vị thấy là trong một cái ngôi nhà này đó thì họ là xây dựng để mà mình nhớ đến cái cách những cái nông trại cao hồi xưa họ làm những cái bậc thang cao lên, rồi họ chất lên thành từng mái nhà vân vân, rồi họ trồng những cái cây, rồi có những bữa ăn cho những người mà nông dân, rồi cũng như là những cái đôi guốc mọc cũng có luôn trong cái ngôi nhà nhỏ nhỏ này. Và phía đằng xa đó, quý vị thấy là đây là những cái máy cày được sử dụng. Thì những đầu máy cày này đó là họ cũng có ghi rõ là của gia đình nào, rồi của năm bao nhiêu luôn đó. Và ông rất là nhớ ơn, thậm chí là còn làm cái gia đình của Simonen còn làm luôn cả một bài thơ để tưởng nhớ đến những người Nhật đã giúp đỡ. Đây là những cái vật dụng mà từ sau đệ nhị thế chiến được sử dụng mà họ vẫn còn nhớ đến, rồi họ mang đến đây luôn, thưa quý vị. Đây là những cái máy mà rất là cổ xưa nè, đó ha, những cái máy cũ lắm. Đây là cái đầu máy nè. Đó, rồi họ nói là không có được, đây là cái máy cày nha, cái tractors. Rồi có những chiếc xe ngựa nha, đó có chiếc xe ngựa. Rồi có đầu máy kéo, đây là đầu máy kéo dầu diesel của Wagon Lit là khoảng năm 1800. Rồi họ có ngay cả cái bếp lò này, quý vị, cái này hay lắm nè. Bếp lò hồi xưa năm 1928 họ vẫn giữ luôn. Đây là tức là đời sống của gia đình khi đó có cái gì họ mang ra để họ trưng bày hết. Đời sống của những người nông dân ở trong khu vực này nhé. Đó, quý vị thấy không? Rồi lúc đó thì họ mang gas đến đây luôn. Đó, cũng mang tới. Rồi những cái máy mà để mà họ làm việc đó thì họ cũng đều có trưng bày đây hết. Những cái nút bấm rồi này kia nó vẫn còn chưa phai màu, vẫn còn thấy được nút start, nút stop vẫn có luôn đó. Rồi có rất là nhiều những người mà họ cũng đi travel, rồi họ đến đây họ chụp hình rất là vui vẻ, thưa quý vị. Rồi cho con cái đến chụp hình, rồi có những cái trưng bày, rồi những nhà hàng hay là những quán ăn hôm nay đó thì họ đóng cửa rồi, tại vì là ngày Chủ nhật cho nên chúng ta sẽ không có cơ hội để mà bước vào bên trong được.
Quý vị thấy là đây là hình ảnh của ông Mike Salmonen. Lại đây là cái xe mà original wheel tractor luôn, tức là đây là cái xe mà máy cày, mà đây cái bánh xe nhé. Cái bánh xe này là đúng từ năm 1953, khi mà gia đình của Salmonen đã được những người Nhật mà hướng dẫn cho trồng trọt đó, thì sử dụng cái bánh xe máy cày này. Đây là hình ảnh của gia đình ông, và riêng cái bánh xe là họ giữ từ năm 1953 cho tới bây giờ để mà làm kỷ niệm đó. Quý vị thấy tất cả những hình ảnh ở đây, có bàn ghế để mọi người có thể ăn ice cream, rồi đây bên trong là cái khu vực bán đồ ăn thức uống nhẹ nhẹ để cho quý vị có thể coi, rồi mua đồ ăn, có những mặt hàng về nông sản ở đây. Đó, quý vị thấy không, ở trong này có bán rượu nè, có bán trái cây và đặc biệt là các loại trái cây khô, đó, các loại hạt ngũ cốc thì rất là nhiều. Đây có nho khô. Wow, nho khô họ bán quá nhiều luôn. Cái này Mỹ Linh nghĩ là chắc là rất là ngon. Dạ, yeah. Có loại nho vàng, có nho đen, đầy đủ hết. Rồi có blueberry, có blackberry, có luôn cả popcorn. Rồi có những loại rượu được làm bởi những cây nho được trồng ở trong khu vực này. Và đặc biệt là tất cả những cái mặt hàng ở đây đó đều là của Salmonen family hết. Và cho nên là đây là một cái farm mà rất là lâu đời. Và đây quý vị thấy là từ năm 1901, tức là sau khi kết thúc địa vị thế chiến là họ đã có rồi. Là từ năm 1901 Salmonen Farms đã có ở đây. Là đây là tất cả những hình ảnh mà họ có, ngay cả Tổng thống Bill Clinton cũng đã đến thăm gia đình này luôn. Là chứng tỏ họ lâu đời và có cái lịch sử gắn bó với vùng đất này đến như thế nào. Và đây chính là ba thế hệ của gia đình và nhà Salmonen, thưa quý vị. Và cầu quý vị có thể thấy là đây là một nơi lưu trữ lại rất là nhiều hình ảnh, và đặc biệt đó là những cái bảng hiệu của những công ty hồi xưa đó họ cũng còn giữ lại luôn, giống như là công ty xăng dầu Mobil, hay là những cái Firestone, hay những cái hãng xe, hay những cái bánh xe đó đều có. Rồi những cái đầu máy nè, đó là cũng đều có hết, những cái đầu máy xe lửa cũ, hay là những cái đặc biệt là những cái máy cày là họ đều giữ lại cả, và cũng không có muốn là người ta leo trèo lên đâu, họ giữ rất là cẩn thận để make sure là chúng ta có thể được nhìn thấy. Và cái này đây đó, quý vị thấy là cái đầu máy xe lửa này của khu vực Santa Fe họ để ở đây, và cái này là đã 70 năm rồi, kính thưa quý vị. Và nếu quý vị có thời gian đó thì mời quý khán giả đến với vùng Fresno ngay tại Freeway 99, rồi quý vị exit xuống đường Clovis, thì quý vị sẽ thấy được ngay cái farm này nằm ngay khi mà quý vị exit xuống ngay chỗ Freeway 99 với đường Clovis, thì quý vị sẽ thấy cái farm này ngay ở trên đường rất là dễ dàng để quý vị có thể đến thăm, để nhìn thấy hình ảnh của những người nông dân họ sống như thế nào trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, thưa quý vị.